Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Reaction. Hôm nay thì sẽ tiếp tục là một cái video hướng dẫn về cross cho các bạn. Đấy, thì hôm trước mình thấy một bạn comment là anh ơi, em làm được cross 8 mu rồi. Nhưng mà vừa làm vừa nghĩ. Đấy, thì như thế nó có ổn hay không? Và làm thế nào để mà làm mà không phải nghĩ. Đấy, ok. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn luyện tập làm sao mà các bạn tính được hết tất cả các bước cross mà các bạn chỉ cần nhắm mắt mà các bạn giải được. Ok. Đó, thì cái con Rubik mình sử dụng trong video này là con RS3M 2020 main của mình. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Ok. Rồi, thì đầu tiên này, mình sẽ đảo lên và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm được cross 8 mu là tốt rồi. Bây giờ làm sao để mà không phải nghĩ nữa, trong lúc làm không phải nghĩ nữa. Đấy. Ví dụ các bạn làm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, ừ đấy, xong, được, dưới 8 mu, nhưng mà vẫn phải nghĩ đúng không? Bây giờ làm sao để không phải nghĩ? Thì gọi là các bạn nghĩ trước đi, nghĩ trước khi giải đi. Đây nhá, chỗ này chưa có một cái gì, được chưa? Rồi, thì bây giờ này, các bạn tính. Nếu mà khó quá thì các bạn cứ tính 2 viên 1, được chưa? Các bạn cứ tính, chỉ cần tính 2 viên 1 thôi. Thì ở đây nhá, mình có chỗ này mình có một viên xanh và một viên đỏ này. Thì mình tính xem nó như nào. Thì đây nhá các bạn này, tính này. Bây giờ mình sẽ cho viên xanh vào đây. Thì nó sẽ xuống dưới này đúng không? Đấy, hình dung trong đầu nó xuống dưới này. Thì màu đỏ nó đang đối với màu cam mà. Tí mình cho xuống một bước nữa. Đấy, thì làm thế nào cái viên xanh nó phải di chuyển đến đâu thì nó không phải về đây được, nó về đây thì nó bị đối màu với màu đỏ này. Nếu mà về đây thì nó đối màu, được chưa? Màu đỏ đang đối màu và màu xanh lại đang đối màu. Đấy. Thì bây giờ làm nào, các bạn chỉ cần tính hai viên này thôi, màu xanh này xuống đây, xong rồi cho ra chỗ xanh dương và cho ra chỗ màu đỏ, xong rồi D2, các bạn tính, chỉ cần tính như thế thôi, không cần làm nhiều. Xong rồi các bạn nhìn lại xem nó đúng chưa. À, ok, đúng hai viên rồi, tiếp tục tính nốt hai viên còn lại. Lại thì cái này nó có thể nó sẽ bị tăng cái số bước giải của các bạn lên nhá. Có thể nó sẽ bị tăng số bước giải của bạn lên, nhưng nó sẽ luyện cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể tính được. Đầu tiên các bạn chỉ cần tính được đã, nhắm mắt giải. Ví dụ đây nhá, hai cái này thì dễ đúng không? Đưa màu cam vào, xong rồi đưa màu xanh lên, đấy, xong rồi đưa màu cam vào, xong rồi đưa màu xanh vào, đấy. Thì như thế vậy nó đã mất 4 bước rồi. Nhưng mà các bạn cứ luyện tính đã, rồi bây giờ nhắm mắt giải này, đưa màu xanh cam vào này, đưa màu xanh vào này, đấy, xong màu xanh vào, xong màu cam vào, đấy là mất 4 bước, được chưa? Thì sau khi mà bạn đã quen rồi, quen được cách tính rồi, thì các bạn phải nhớ được cái hệ màu của Rubik, cam đối với đỏ, xanh đối với xanh, được chưa? Rồi thì bây giờ các bạn có thể làm nhá, có thể đấy là cái cơ bản tối thiểu các bạn có thể làm, nó là như thế. Thì đây, thay vì các bạn giải một cái cross đúng màu, thì các bạn giải một cái cross nhưng mà đối màu, đấy, có thể nó sẽ là một cái cross đối màu, thì các bạn chỉ cần D2 là nó về, được chưa? Nó về đúng màu. Đấy. Hoặc là các bạn có thể giải một cái cross lệch màu như thế này. Đấy, thì các bạn chỉ cần một bước D này là nó về, được chưa? Hoặc là một cái cross lệch màu như thế này thì các bạn chỉ cần D phẩy một phát là nó về. Đấy. Thì có thể nhá, ví dụ này, cũng là mình làm một cái cross nó hơi lệch đi một tí để các bạn hình dung này. Cũng là cam đối với đỏ này, các bạn nhìn nhá, cũng là cam đối với đỏ, cũng là xanh đối với xanh. Nhưng sao cho vào nó lại không đúng. Đấy. Xanh đúng rồi, xanh đúng rồi. Đó đối với cam. Đấy, thì các bạn phải thuộc được cả cái hệ màu ấy nữa. Có nghĩa là khi mà cam đối với đỏ đúng hệ màu đối rồi đã. Đấy. Màu xanh lá ở bên tay phải thì màu đỏ nó phải ở trước mặt, chứ màu cam ở trước mặt là sai nhá. Màu cam ở trước mặt là sai nhá. Mình đang nói đến cái trường hợp cross màu trắng. Thì màu đỏ nó phải ở trước mặt nó mới là đúng. Đấy, thì các bạn phải thuộc được hệ màu ấy đã. Thì sau khi mà các bạn thuộc được cái hệ màu đấy rồi thì các bạn sẽ giải được cái Rubik nó không bị sai các bước đã. Đấy. Thì ví dụ này, chỗ này mình có một cái màu đỏ đang đối với màu cam, chỗ này mình có một cái màu xanh ở đây, chỗ này mình có một cái màu cam xong đến một cái màu xanh lá. Đấy, cam sẽ đến với xanh lá đúng không, xong rồi đến đỏ, xong rồi đến xanh dương. Đấy, nó sẽ theo vòng. Thì cái màu cam và cái màu xanh ở đây nó coi như tí mình sẽ giải ở đây đi, thì màu đỏ nó đang đối màu với màu cam mà, mình có thể tận dụng để mình giải luôn cái xanh biển này xuống đây. Thì các bạn nhìn nhá, bây giờ mình sẽ giải xanh biển xuống đây này, xong mình đẩy qua một bước. Mình không đẩy về luôn nhá, mình không đẩy D2 để đối màu nhá. Mình đẩy qua một bước để màu xanh dương nó chạy ra đây. Chạy màu xanh dương chạy ra đây rồi thì mình sẽ giải màu cam xuống đây, xanh lá xuống đây và mình đẩy một cái D nữa. Đấy, D là bước cuối cùng. Các bạn tính được như thế chưa? Các bạn nhìn này. 1 này. 2 này. 3 này, được chưa? Mình tận dụng cái này. Thì bây giờ hai cái này đối màu coi như nó đúng rồi, được chưa? Nếu mà bây giờ D2 thì nó không hợp lý, bởi vì sao? Bởi vì màu cam với màu xanh lá nó đang ở đây mà. Mình sẽ không đi hai mà mình chỉ cần đê một phát thôi, để làm gì, để mình cho cái màu cam này xuống này. Đấy, như vừa nãy mình tính, mình đã đọc cho các bạn rồi đấy.
và bây giờ mình cho cái màu xanh lá này xuống. Đấy thì nó đã được một cái cross như lúc nãy mình có nói với các bạn. Đó là nó lệch thì các bạn chỉ cần D một phát là được. Thì bây giờ D này là nó về đúng, được chưa? Đấy. Tiếp tục nhá, lại một trường hợp nữa nhá. Nói chung các bạn cứ cố gắng các bạn là luyện tập hình dung trong đầu là nó sẽ ok mà. Đây. Cái trường hợp này thì khó hơn trường hợp vừa nãy. Nó không có cái nào đang đối màu cả. Ví dụ màu xanh ở đây nó lại không đối màu với màu xanh lá. Màu xanh ở đây thì đẹp này. Màu cam đang ở đây đúng không? Màu xanh dương nó ở đây thì nó đẹp hơn. Đấy. Thì các bạn sẽ làm nào? Mình có thể tạo đối màu được bằng cách là đây. Đầu tiên mình cho màu đỏ này xuống trước này. Các bạn tính nhá. Màu cam đang đối với màu đỏ đúng không? Tại sao mình không cho màu xanh này xuống trước luôn mà mình lại cho màu đỏ này xuống để nó đối màu? Nói chung là nó khó trình bày lắm, các bạn phải làm nhiều các bạn quen được. Đây. Bây giờ mình sẽ cho màu đỏ này xuống để đối màu. Đối màu xong được chưa? Màu cam đang đối màu này thì mình lại đẩy cái xanh dương này, mình không đẩy về đây, không đẩy về đúng màu mà mình lại đẩy qua đây để cho nó đối màu. Đấy, thì khi mà đẩy qua đây đối màu này mà cái màu đỏ này nó đang ở đây rồi thì tí mình giải cái màu đỏ cuối cùng nhá thì cái màu xanh lá nó sẽ dính ở đây. Mình không bắt buộc mình phải giải tất cả 4 viên đối màu. Có thể là 3 viên đối màu và 1 viên dính vào thì tí mình giải cuối cùng. Thì đây bây giờ mình giải cho các bạn xem nhá. Một bước này, được chưa? Hai bước là mình bước thứ hai là mình cho cái màu cam này xuống trước. Bước thứ ba mình chưa cho cái này luôn nhá, mình chưa cho luôn. Bởi vì mình tận dụng cái này này, mình đẩy qua đây. Đấy, mình tận dụng mình đẩy cái này qua đây để đối màu. Thì cái này có một cái đối màu, cái này có hai cái đối màu, cái này ba cái đối màu. Thì mình cho cái này vào trước, thay vì mình cho cái này vào trước thì mình cho cái này vào trước. Xong mình F2 để cái này đối màu, cái này đối màu và cái này đối màu. Thì cái màu xanh lá nó dính, không nhất thiết là phải bốn cái đối màu mà các bạn chỉ cần ba cái đối màu thôi. Xong các bạn D2 một phát để nó đúng đã, được chưa? Nó đang đối màu này. D2 một phát để nó đúng. Xong rồi mình giải cái viên này cuối cùng. Đấy. Các bạn hình dung được như thế là được. Chứ không nhất thiết là phải 4 viên đối màu hoặc là 4 viên phải đúng tất cả. Có thể là 2 viên cũng được. Mình sẽ thêm một trường hợp nữa nhé. Chưa cái dấu cộng nào này. Trường hợp này thì trường hợp này thì dễ hơn trường hợp trước rồi. Chỉ cần giải đối màu là được. Tận dụng đối màu này. Đây. Màu xanh đang đúng ở đây nhá. Mình sẽ đẩy màu cam. Mình không giải cái này trước. Mà mình tận dụng mình đẩy cái này qua đây. Được chưa? Đẩy cam qua đây này. Thì tí nữa mình giải, tiếp theo là mình giải bên này, viên xanh dương này, xong rồi giải viên cam, đẩy một bước thôi, để màu xanh lá nó lên đấy, xong đẩy nó xuống. Mà khi đẩy xanh lá xuống thì màu đỏ nó lại đối màu, nó dính vào đây rồi, đấy. Thì trong trường hợp này là 4 viên đối màu, thì các bạn nhìn nhá. 1 này, được chưa? 2 này, 3 này, mình không F2 nhá, F2 thì nó bị chạy viên này lên, thì không làm như thế. 3 này, được chưa? Một bước thôi, một phát thôi, xong rồi trả viên này xuống trước, xong rồi mới trả cái này. Đấy, nói chung là nó không F2 như thế này. Mà nó là 1, 2, 3. Để làm gì? Các bạn nhìn các bạn cũng hiểu đúng không? Một, bước số 1 là để cái này lên. Lên xong rồi cho nó vào đã, được chưa? Xong rồi mình cho cái này vào. Thì đấy, nó tận dụng được cái này luôn. Mà khi mà cái này tận dụng được thì nó cũng đẩy được cái màu đỏ này lên luôn. Thì các bạn lại cho cái này vào. Đấy. Thì các bạn chỉ cần D2. Đây, trong trường hợp này thì nó là 4 viên đối màu. Trong trường hợp này 4 viên đối màu thì các bạn chỉ cần D2 là được. Đấy. Đó. Thì nói chung là các bạn cứ luyện tập đi. Dần dần nó cũng sẽ quen đấy mà. Ngày trước mình còn không luyện được. Ngày trước mình còn giải cross kiểu này này. Ngày trước mình giải cross kiểu này. Đây, cái này đúng này. Cho nó vào này. Đấy, xong mình nhấc cái này lên. Xong mình F2 cho nó vào. Xong mình nhấc cái này lên, xong mình cho nó vào. Đấy, nó rất là mất thời gian. Chứ mình không giải được như bây giờ đâu. Nên các bạn cứ luyện một thời gian đi. Xem nhiều những cái video hướng dẫn giải cross. Hoặc là thế giới cũng được, Việt Nam cũng được. Nhưng mà tùy các bạn xem cái nào cảm thấy phù hợp với các bạn thì các bạn xem thôi. Đấy. Ok, rồi thì các bạn luyện tập thì là sẽ thành công các bạn. Và video mình đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn thấy hay, mình lại xin một like, một share, một subscribe của mình. Và nếu mà bạn cần làm những cái chủ đề như thế này nữa thì cứ comment xuống dưới, mình sẽ làm video cho bạn xem. Ok. Và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.